Bây giờ là mấy cái tấm biển quảng cáo á, là cứ tường được chứ, không làm này cho động đâu rồi, nhưng mà người mặt mà tiện quá trời to rồi mà. Như cái mình làm cái rạp ha. Đúng rồi. Rạp tại là cách tháng này tháng mưa đó không làm rạp được to vậy. Đúng rồi, làm cái nền. Bát đây nè, bát rau đây nè, làm bát rau nè. Tấm bát rau nè, sân khấu ở đây, rồi để ở đây. Nhà này có ai ở không? Đó là của cửa sắt. Dạ. Của nhà luôn nhưng mà cho theo đó thì giờ 3m 4m đây rồi, đây qua đây rồi mấy mét 4m về 4m 4m đó 4m 8m à 7 tấm bàn. Ok các bạn, bây giờ hiện tại là hôm nay mình đến đây các bạn, đây là địa chỉ ở đâu anh Phương? Ở Hồ Văn Minh, phường An Thạnh. Hồ Văn Minh, phường 2 phường An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương các bạn. Thì bây giờ hôm nay hiện tại là tụi mình sẽ bắt đầu khảo sát các bạn, là mình sẽ đưa ra cái chiến dịch là tới trong tuần này bắt đầu set up hoàn thiện cái chỗ này để mà làm một cái showroom về đồ mỹ phẩm các bạn. Đường quốc lộ to thì to vật vả các bạn thấy không? Đây quốc lộ gì anh Phương? Đường đường gì? Đại lộ Bình Dương. Đại lộ Bình Dương các bạn, bạn thấy không? To thì to luôn. Đó, đại lộ Bình Dương rất là to. Đó, quay xung quanh cái rồi xong đó các bạn, bạn thấy không, to thiệt to đúng không? Thì bây giờ hiện tại là ở đây sẽ làm showroom bạn, bữa nay chưa hoàn thiện đâu, còn đúng tuần lễ mới hoàn thiện bạn, làm bản hiệu bản hiết này nọ. Ờ, nguyên không gian rộng dài gần đó 10 mấy 20 mét các bạn, từ đây qua đó chắc khoảng cỡ 20 mét hơn á. Ờ, bạn thấy view không, view triệu đô luôn. Ok bạn, thì ở trong đây đã là sẽ bây giờ đang triển khai, hiện tại là sẽ lắp cái showroom các bạn, phòng để trưng bày các bạn, kệ kiết này nọ nè, các kiểu luôn đó, đồ mỹ phẩm nè đó, quá trời luôn. Thì bây giờ đang nhập về các bạn đó, ghế giường toilet đây đó, đấy, phút khách này nọ đó, bàn hệ thống live stream các kiểu không, mỹ phẩm phương thị các bạn. Nè, sửa mặt cấp trẻ hóa hương thị, hương thị là của chị Bà Hương các bạn nè. Đó, chị sửa mặt, cái đó là sửa mặt à, cái này sửa mặt hả? Ừ, sửa mặt các bạn, chưa đâu nhập về nhiều đó các bạn, cả nguyên showroom mà quá trời đất luôn, đủ loại luôn các bạn, đụng lắm chứ hương thị đó nè, nhiều lắm, mình không tiện đâu. À, khui ra hết đó là son này, son các bạn, son môi, son môi bạn, phương thị nè đó, thôi mà khỏi khui đi, cái bữa đó khai trương khui luôn, cái đó này nước bạn. Hoa này, nước hoa các bạn đó. Ừ, nước hoa cái mẫu 10ml á, cái này mấy à, cái này mẫu 10ml nữa bạn. Ừ, bạn có để 10ml nữa không? Ừ, 10ml, 10ml bạn ạ. Hộp này hộp gì đây? Cái đó là hộp này đựng mỹ phẩm đó bạn. Mỹ phẩm đúng rồi. Hộp này đựng mỹ phẩm bạn. Đó, phương thị.
quá trời luôn. Nước hoa nhiều lắm. Còn này gì đây? 10 nước hoa luôn. Hoa này chiếc ra chai bạn, chiếc ra. Ờ. Chai 10 ml chiếc. Trời ơi, nhiều lắm bạn ơi. Quá trời luôn. Blue Channel dùm lum la chừng. Không, cái này là quà tặng cái này khác. Quà tặng ổ thơm gì? Ok bạn, đó là những hình ảnh mà hiện tại là cơ bản bạn. Nữa sắp xếp sắp tới thì tại sẽ làm phòng trưng bày để mà hiện tại bán hàng ở đây các bạn. Ok. Đang set up các bạn. Thì bản hiệu cái này của ai rồi? Thì bây giờ hiện tại là bên chỗ anh Phương các bạn. Anh Phương là hiện tại là hợp tác với chị Việt Hương các bạn. Phương các bạn. Thì bây giờ hiện tại là sẽ trong tuần này sẽ hoàn thiện về cái cơ sở vật chất. Các bạn, hiện tại bây giờ là trong tuần này sẽ hoàn thiện hết các bạn. Đó, về cơ sở vật chất và cũng như mọi thứ cái. Thì mong rằng các bạn sẽ đến ủng hộ ha. Thì sắp tới hiện tại là chị Việt Hương cũng sẽ về đây để mà hiện tại là tham dự cái buổi khai trương showroom này. Rất là đẹp bạn, view mặt tiền luôn. Bạn thấy không? Mặt tiền rất là đẹp. Đó, view mặt tiền lớn, to, vất vả luôn. Đó. Xe đậu vi vu, xe ô tô đậu vi vu, thoải mái. Đó. Ờ, quay sơ. Đó, không gian bên đây các bạn. Thì đó là lời chia sẻ của mình các bạn. Đó là lời chia sẻ của mình. Đó. Thì cũng rất là tuyệt vời các bạn. Khi mà hiện tại là mình sắp tới sẽ là hỗ trợ về vấn đề truyền thông cho bên chỗ anh Phương và cũng như là chị Việt Hương các bạn. Thì hẹn các bạn vào trong tuần này nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau. Ok, bye bye, see you again. Hello, xin chào bạn. Hôm nay hiện tại là anh em mình hiện tại là đang ở nhà các bạn. Và hiện tại bây giờ mình mới mua một số mấy đèn các bạn. Đèn này đèn Ulanzi các bạn. Kutelai chống nước luôn để mình lặn xuống biển hiện tại cho mình quay phim các bạn. Ngoài mưa ngoài nắng rồi đó nó không bị ảnh hưởng gì các bạn. Thì mình sẵn mình test luôn, rồi mình cũng đang làm một bộ để mình live stream các bạn. Ok, thì bây giờ hiện tại là mình sẽ set up cho các bạn coi nha, một bộ live stream của mình là mình có những cái thành phần gì như thế nào. Ok các bạn. Liên xa đây. Cũng giải nặng liên xa nè. Yeah. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mua lên lạc xưởng. Lạc xưởng gì đây? Mai quế lộn. Rồi bây giờ mình sẽ set up cho các bạn coi nha. Những dụng cụ nào mình cần thiết mình làm rồi. Không khói. Không. Lạc xưởng chứa nước. Đúng không? Không khói. Trước tiên là mình sẽ cần một cây. Không khói vậy. Đang một thử muối bạn. Cây này bạn vừa hỏi mình cũng mua có bị riêng cho bạn coi nữa. Dài con khúc thôi. Để mình làm cái combo quay phim cho các bạn coi. Combo live stream. Trong đây có ba pin của DJI. Đó. Đây bạn. Ấy da. Lạc xưởng gà các bạn. Ở nhà tại là mỗi người có việc các bạn. Đây chung tại là vệ sinh máy ảnh. Sơn thì đang edit video các bạn. Còn mình thì hiện tại là phải lắp bộ livestream cho các bạn xem. Đã rồi. Lấy luôn bạn. Lấy là không mua cái này. Nhà mình thấy gì dụng cụ nhiều lắm. Cái gì chú? Này ông nội nhỏ. Tao bụng quá. Mà người ta cái lỗ người ta nhỏ tự nhiên mình làm lỗ chi đàng hoàng vậy. Ừ. Lấy nổi màu hồng đi, anh không màu xanh đâu.
Pin còn đủ các bạn. Nè, pin của DJI. Rồi xong bây giờ mình lắp cho bạn coi nè. Mình đổ mình lấy cái chấu này nè bạn. À, mua cái này nè. Mua cái này. Hôm rồi mình gắn cục này vô đây. Mình đi quát cái này các bạn. Mình lấy keo AB mình dán lại. Nè. Cái này mình đổ vô đây. Lấy lại màu xanh đi. Màu xanh á. Lấy lại. Cái túi to vậy luôn hả? Cái lạ quá. Mình sẽ đổi cho bạn xem. Đây bạn. Trung đang vệ sinh mắt vậy? Trung đang vệ sinh máy ảnh đấy các bạn. À, để xa xa ra đây coi hai anh em mình làm gì. Mình đi làm công trình xong rồi bắt đầu mình về phải vệ sinh máy ảnh các bạn. Bắt buộc hả? Nguyên tắc các bạn. Vệ sinh cho sạch sẽ. Thường thì mình lấy cục pin nào cũng được các bạn. Nè, pin này nó làm gì phải không? Mình gắn cái đồ tản nhiệt các bạn. Mình lấy đại cục pin này khác. Sao sao? Không. Một con sáu. Đó, mua cục pin dự phòng. Cục pin này cũng được các bạn, cục pin này bự quá các bạn ơi. Nặng lắm, có hổm cục pin này gắn đây bị quát mà. Đó, mình mua cục pin khác các bạn. Ok cả nhà, bây giờ hiện tại là mình coi như mình ở tham quan Tân Hiệp Viên xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy đường thôi cả nhà ơi. Ok cả nhà. Rồi, chỉ thôi, go. Nó cắn vô cái là cứ ngắt liền các bạn. Khó gớt lắm. Một một sáu. Ok cả nhà, bây giờ hiện tại là mình coi như mình ở tham quan Tân Hiệp Viên xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy đường thôi cả nhà ơi. Ok cả nhà. Dắt này là dắt 1/4 các bạn. Bên đây có lỗ 1/4 nữa nè. Cây này mình mua trên trên Shopee các bạn. Mình có review trên Shopee rồi nhiều lắm. Các bạn muốn mua hàng cứ nói mình. Mình mua Shopee hiện tại là đến thời điểm giờ mình không biết bao nhiêu tiền các bạn. Nhiều lắm các bạn. Mình đã tiếc rồi. Thank you.
xong mình mướn đồ, xong rồi mình thuê mình mặc vô các bạn, giống như người Sóc Trăng các bạn. Đưa đưa cái cục tản nhiệt cho anh đi Sơn. Ghê vậy. Đây là cục tản nhiệt các bạn. Khi mình quay live stream nó nóng máy các bạn. Thì nó cục này cục tản nhiệt. Đây, mình nó hết tự các bạn. Cục mình mua cũng gần cái triệu bạn các bạn. À, đưa đây. Đây anh đang lên xe. Đó các bạn, được thấy không? Dặn phải chắc vô các bạn. Đó. Ok các bạn, chờ tới tiếp theo. Đó là dây. Hôm nay mình đi, mình biết được nhiều kiến thức đó các bạn. Anh chia sẻ quá trời luôn rồi, nhưng mà cho mình các bạn quá trời, mình không tin nữa, mình mới mua chở lát xe luôn các bạn, khủng khiếp luôn các bạn. Lắp nó còn hơi lồng cộng các bạn, quý một cái này sao rồi hết luôn, không còn chỗ để luôn, mà trước luôn các bạn, chưa để chung với còn cầm đồ các bạn, mọi chỗ đất luôn các bạn, khủng khiếp luôn. Mà ý là chưa lấy hết ở ngoài đảo các bạn, giờ đây làm chưa xong cái đầu lại quay được ra ngoài đại cục đảo lại các bạn. Rồi cái này xong rồi bắt đầu tại là mình tới cộng dây. Dây thì tại là mình có nguyên một bịch luôn. Một túi luôn, túi dây luôn. Túi dây rồi ta. Nguyên túi dây sạc. Túi dây sạc có chở đâu. Đây. Đây bạn ơi. Mình mới mua thêm cái này các bạn. Cái này để lai thượng các bạn. Để chân ba thôi. Nó là dạng là chân nhện các bạn. Uống công được nè, uống công được, bấu vô này bấu vô kia bạn, dẻo, cái này chưa cần tới. Okay, mình mua tùm lum hết các bạn ơi, nó mình cũng chưa xài hết một số cái, mình nhận xô mình đi quay phim tá lả bên một cạo chứ. Tùm lum được ra việc. Vậy nó dây xịn như đây. Thì cứng quá. Bạn hay nhìn cứng ngắt không? Tay si, tay si. Hello cả nhà. Hiện tại mình đã đến Sóc Trăng rồi cả nhà ơi. Thì mình đang đi ăn bún nước lèo cả nhà. Các bạn thấy không? Bật lên cái màu lên các bạn. Bún nước lèo cay nhẹ trời. Cái này lạnh dữ lắm các bạn. Đây là sò lạnh các bạn. Sò lạnh để nó lạnh máy mình để cho nó máy đồ ăn đây chi mượn nóng á. Thì cái bún nước lèo khác ăn thôi cả nhà. Thấy không? Để cái này dễ bị va vô gãy lắm. Nghe mình rất kỹ các bạn. Tiếp tục là cái này vô đây các bạn. Dây này sẽ đưa mình vô đây các bạn, cắm đây nè. Để cái này sạc máy các bạn. Sạc máy lúc live stream. Về Sóc Trăng thì mình nhớ ngay đến một cái bài, đó là cái bài karaoke thường hay ca, đó là Sóc Si Bay đó nha. Si Bay Sóc Trăng đó nha. Đó các bạn. Bò nơi, bò nơi đó nha. À,
À, mình vừa quay phim. Anh sẽ là anh bồn tê, anh yêu em. Thấy các bạn? Thật tuyệt vời. Đó. Chưa đâu bạn ơi, cái này là chưa đâu còn nữa. Còn cái bộ mít nữa bạn. Nếu mà trường hợp hiện tại hết pin mình sẽ cắm này vô đây. Đó. Mình đang suy nghĩ ra cái đầu chia. À còn cái đèn nữa bạn ơi, còn cái đèn nữa, đèn gắn vô đây nữa. Để mình đổ tiếp cho các bạn coi nha. Đây bạn, đây cái đèn, đèn mới mua bạn. Đó. Combo nó gì các bạn? Các bạn thấy mình vía mình mặn ghê không? Mình có gì ghé vô cái này hấp vô liền. Vía mình tốt luôn các bạn. Kim sa nè, kim sa đẩy xứa để bán hàng xong rồi nè. Quá đắt hàng các bạn, mình là vía luôn. À, cục pin màu xanh phải giống như là trứng muối nè. Trứng muối là vừa cái vị nó ra liền luôn. Trong khó phải nhai mà. Pin nó hiện tại đây rồi các bạn. Khô à. Đây bạn, nó xíu à. Đây là màu xanh nè. Thô quá mày. Tao không có thấy không? Mày dưới tối mà mình vừa tới rồi. Thách lên quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ đổ thêm cái mít nữa bạn. Nè, nhớ không? Đèn đánh nè. Nãy chúng ta lấy cà nông quay cho nó mạnh. Thôi, lấy rồi là tản nhiệt nè. Rồi hiện tại bây giờ là sẽ tới mít các bạn. Còn đây là sạc dự phòng. Trường hợp mà mưa hết pin á thì rút mít ra. Giữ mình thử gì đó chị Hạnh à. Dạ, bây giờ mình thử gì nữa dạ. Đây rất là nhiều loại nè. Nó có đều có chuẩn lên trên. Bây giờ mình muốn ăn cái nào? Quá trời nè. Trời ơi, bánh ông xã, bánh bà xã mới kìa. Ông xã, bà xã nữa. Đủ loại luôn. Bánh bà xã rồi. Bánh mít mình sử dụng mít DJI các bạn. Mít Boya mình dành cho bên chỗ mà DJI Osmo Action 4 mà. Còn mít DJI mình sử dụng cho livestream luôn. Chung quay rồi, chung quay dài. Đây tầm khoảng cả chục triệu bạn. Mình mua hơn chục triệu á. Thôi, nhưng mà bữa hổng biết bà biết sao không? Do là mình đeo đây nè. Ủa bữa nay hoạt động lại nè. Ôi bữa nay nó hết rồi nè Trung ơi. Làm miếng ui nó hết rồi Trung ơi, hết hư rồi. Tiệt là mừng quá đi. Nè cô bà, chúng ta làm chay. Nói ra rồi nè. Không cười các bạn à. Nó bị mồ hôi nó vô trong đây các bạn. Mồ hôi nó vô trong đây nè. Nó hư. Nó xanh lè luôn các bạn ơi. Nó xanh lè luôn, nó bị hư các bạn. Đỏ lòm. Đỏ lòm chứ, đỏ lòm luôn. Bây giờ hôm nay tại là nó tự nhiên nó khô mồ hôi các bạn. Hết rồi. Mừng quá cho mừng luôn. Chị. Ê nó chạm mày ơi, nó chạm mày ơi. Nè nó lu rồi nè, nó lu rồi. Nè bạn ơi, cái mic này nó hư rồi bạn. Bà xã, sóc trần, tên hoa viên. Mở ra nó sáng đều nhưng mà bây giờ hiện tại nó lu lại rồi. Rồi xong. Thấy gì chị bệnh thôi. Mà đi xin hỏi. Thôi đi xin hỏi cho nó đi. Hiểu không nè, sơ chung chung nó mờ rồi thấy không? Chị nó mờ lại nè. Đó nó xanh giống như bên đây mới đúng nữa không? Cái mờ đây nè, giống như nước chạm á. Mồ hôi á. Bánh men các bạn. Bánh này quá trời mà. Bánh mía nè. Bánh nước chay các bạn. Bánh nước chay các bạn. Lấy cái đó sửa cái kia. Lấy cái bát đó vậy. Quá trời, bạn không cuốn hết rồi. Bạn, lại đây, lại đây. Mít các bạn. Wow. Đây. Thì không rồi mình cho mình đeo cái này nè bạn. Đeo nè. Nè. Mồ hôi nó ra. Mồ hôi nó ra nó đổ. Mồ hôi nó ra, nó nhiễu vô cái này nè bạn. Nhiễu vô cái đầu mít nè. Nó bị chạm, nhiễu đây nè. Thành cái bạn hiện tại là khi quay phim các bạn phải đeo cho nó là cái lông chuột các bạn. Đây nè, lông chuột nè. Mua gần chục triệu mà chỉ vì cái sơ suất nhỏ thôi. Trong đó mình mua cái đầu mít các bạn. Nè, mình thấy mình kỹ không? Mua cái đầu mít này nè, mình cho nó luôn. Nhưng mà hiện tại là mình đâu có ngờ là bịt bên đây nhưng mà hiện tại là nước nó vô bên đây nè. À, cũng như không. Quả lấy lông chuột nó gắn lại. Tân quay phim các bạn. À. Ấy chụp anh đó hình đây. Này nó sáng nó chớp, nó sáng nó chớp bị lỗi nè. Mít bị lỗi nè. Còn mít này đây bạn thấy không, xanh lè thấy không? Xanh nè. Còn đây đâu có xanh đâu. Nè. Bị lỗi mít đây. Đi cầm giùm em với. Ok, chạy gắn vô thôi. Lỗi nhưng mà vẫn xài được các bạn.
Đây thì nó có chui nè. Cái này của thằng Tây Si. Buổi sáng nó đẩy rồi đẩy phải đẩy gì nữa bạn nè. Mình có hướng dẫn những cái clip lúc trước rồi. Lúc mới mua về á là cái tập đó là tập hình như là tập chuẩn bị đi Phú Quốc á. Của kênh vlog mình á. Mình hướng dẫn trước rồi. Mấy cái này xài phải kỹ bạn, gãy cái là coi như xong. Chục triệu ra đi. Mua phiền lắm. Thì mày đứng này, mày đứng này. Đây bạn, lấy cái loại mà của iPhone nè, à, gắn vô. Nè, thấy mũi tên không? Mũi tên nè, đó. À, chỉ dưới chỉ lên nè. Bên đây cũng vậy, có mũi tên nè. À, chỉ vô đây là hai cái này nó gấp lại nè. Mình đã hướng dẫn chi tiết rồi. Có rồi. Đó, gắn vô các bạn. Sao mình mất luôn chữ thôi rồi nè. Cái máy này nè. Rồi đẩy vô đây các bạn. Nè. Rồi đứng đây. Cái này. Đó, thấy không? Combo xong. Cái này nha. Chứ bạn còn học kiểm âm nữa. Sao cái kiểm âm đồ sư? Họ nói cái gì? Giống mình đứng từ xa á, mình nói mình ở đằng này khi mà họ livestream họ đâu có nghe được đâu, cái người quay á, họ sẽ mang cái này vô lỗ tai. Các bạn, thấy không? Đây là cái kiểm âm. Đấy các bạn, này kẹp sau lưng. Ok, mic vô các bạn, mở mic lên, bấm đây nè, à, mic lên mic chớp các bạn, nó đang gì luôn, mở mic lên, thì khi mở mic lên thì nó sẽ hiển thị bên đây các bạn, nè, mic đây nè các bạn, đây. Thường mình sẽ không gắn cây này mà quá nặng rồi, pin là quá tải luôn, mấy kilo. Alo, 1, 2, cái này mic 2 các bạn, nè mic 2 lên, thấy không? Mic 2 lên nè. Rồi, cái này mic bên đây các bạn, bấm liệt đây nè, rồi nó lên luôn. 1, 2, đây bạn. Gym mà như tập nè. Gym. Đó, mic các bạn, 1, 2, nó lên các bạn. Qua. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái mic kiểm âm vô bằng cái nào các bạn. Mình sẽ gắn vô đây các bạn. Đây nè. Đây nè, chỗ này nè. Cực gần lại xuống. Đó, chỗ này các bạn. Đó. Gần lại xuống đừng thấy bạn trên, đi vô thôi. Xích, đó các bạn. Xuống. Ok. Thì đại là mình vô, mình gắn vô là mình nghe được các bạn. Alo, 1212. Mình nói ở đây là mình bên đây mình nghe được các bạn. Tại vì âm thanh này nó truyền vô trong đây. Rồi trong đây nó truyền ngược lên trên điện thoại mình. Đó. Thì ở đây mình nói cái bắt đầu là kiểu mâm này nó sẽ nghe được, giống như mình đang đứng mình livestream, giống như đưa cho Trung cầm này. Đúng rồi. Rồi luôn. Đi thôi, chị mình đi thôi. Dạ. Đây kêu nào chị? Đi đó à, ok. Đây bạn. Đi luôn đây các bạn ơi. Đi đó hả? Đã vậy hả? Thôi em chắc nó đi mua luôn á, chị kêu nó chưa còn trăm cái chuyện nha. Ừ đúng rồi, phải vừa chứ sao, em làm việc làm biết mà. Bây giờ mình đi mua bánh các bạn ơi. Đó. Ok các bạn, đó giờ mình nói chuyện nè. Thì bên chỗ chung hiện tại là sẽ bật lên. Để coi các bạn. Nếu mà livestream thì hiện tại là sẽ bật lên, nếu mà có đèn led. Livestream thì tùy theo mình muốn bật đèn led thì nó sẽ có đèn led luôn. Ở trên máy này nè. Lên trên đây nè, thấy không? iPhone 12 Pro Max các bạn, hiện tại trên đây hiện tại nó sẽ có cái đèn led luôn, nếu mà livestream mình bật đèn led lên để cũng bật. Nhưng mình tăng cường thêm một cái đèn Ulanzi ở đây các bạn, để cho đánh mặt mình sáng lên các bạn. Này các bạn thấy không? Tắt cái chung, tắt thử đi. Liệt luôn. Bấm liệt luôn. Đó nó tắt các bạn, mặt mình hơi tối lên thì thấy không? Mình đứng trước ống kính vào buổi tối ban đêm á. À, đây mình lấy ví dụ mình tắt hết đèn cho các bạn coi. Ấn độ các bạn. Các bạn một vô lại thôi. Đây, các bạn thấy không? Tới hù thấy không? Hả? À. Rồi nè, bây giờ nè nha. Trung sẽ bật đèn lên rồi các bạn, anh coi mặt mình nha. Ok, Trung bật đèn lên em. Đó bạn thấy mặt mình sáng không? Tăng lên mức 3 mức. Mức nữa. Được rồi. Rồi đúng rồi, ok, 4 mức, đúng rồi. Đó bạn. Mặt mình sáng lên các bạn thấy không? Chừng nó bánh nhà lão được không? Đó. Thì ở đây mình nói. Thì là thằng Trung sẽ là
cái kiểu mâm này bạn, kiểu mâm nè, nó sẽ nghe được cái dây này nè, nó sẽ nghe được. Còn cái này là tản mát cho máy mình lúc mình đang live stream bạn, cho nó mát, cho nó mát cái máy các bạn. Sò cái này kêu là sò lạnh. Rồi nói vậy đó bạn, combo gì đó bạn. Còn riêng mà khi mà hiện tại là quá đèn lên cái mà cái đèn nó sôi mắt chói quá, không có cái độ tản sáng đến thân mình. Các bạn khi mà hiện tại là mình muốn không có cho mình muốn không ăn hình không muốn ánh ánh sáng này á, có anh này hiện tại là đánh vậy khó chịu quá, mắt muốn đuôi luôn vậy, thì mình đổi luôn bạn. Nè đây, đây là cái tản sáng này bạn, ánh sáng mịn nè đó bạn, đó ánh sáng mịn, không có, nó không có chói vô mắt các bạn, nó mịn. Còn không cái filter ở đây có, mình mới mua nó có một đống filter các bạn, filter đủ màu luôn. Thì đây các bạn, đây nè, sẽ gắn này ra, mình sẽ làm cho con mắt mình nó vàng vàng đi, người da mình hơi vàng 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 đi. Ông filter rồi đó bạn, đây cầm này. Này, này cũng hết các bạn. Ok cái nhà bây giờ là mình có những không? Anh ánh sáng vàng các bạn. Vàng đúng không? Ra tay vàng kè đó. Okay. Muốn màu gì ra màu đó các bạn. Nó có màu mười mấy màu vậy. Tám. Hả? Tám tám hả? Đó, không thôi ánh sáng trắng mà ánh sáng này nó khó chịu mắt. Nè. Đúng rồi cái tảng sáng nè. Trời ơi. Quên mất. Cái này các bạn. Đưa đây. Thì nó sẽ làm ánh sáng mịn hơn các bạn. Đó, nó mịn hơn các bạn. Còn cái này hiện tại là nó sẽ mịn hơn nữa các bạn, cái miếng này nó miếng hơi mịn hơn nữa, còn cái miếng mà mịn vừa, còn cái miếng là mịn dữ luôn đó là gì các bạn. Nó là cái bộ livestream của mình tạm thời của mình, chưa có riêng bộ chống gung các bạn, mình chưa có mua riêng bộ chống gung, thì mình đang kêu mọi người chuyển hóa từ từ các bạn, sau này hiện tại là mình sẽ mua bộ riêng bộ chống gung các bạn. Quên, còn cái thằng này, cái thằng này là của cái thằng DJI. Bộ của DJI các bạn, đèn của DJI gắn đây đó. Đây nói chung một cái này là của bộ DJI các bạn ơi, DJI xài xài mic Bose các bạn, mic rất đâu rồi đó. Đấy các bạn, đó là đã là cái thông tin chia sẻ của mình. Còn cái đèn này mình muốn sạc nữa, mình đang quay đúng không, nó hết pin đúng không, đèn này nè hết pin đâu mình sạc được luôn các bạn, sạc được luôn thì sạc như thế nào, thì nó có dây như thế này rồi đây bằng dây nè, dây này nó cho hai bộ luôn, bộ dây các bạn thấy không, dây chống nước không, không nhưng mà đèn này mình nghĩ rất khó hết pin đó các bạn, giờ mới cho mình biết một cái thông tin đó là thấy không, nó hết nè, đưa vô nó hết nè, thấy không, đưa vô nó hết liền, nó hết liền các bạn thấy không, và mình sẽ gắn đây nữa, đúng vậy, tiếp tục gắn đây. Ở trong đó hiện tại là mình sẽ đi chỗ mình mướn đồ, xong rồi mình thuê mặt vô rồi, giống như là chăng các bạn, thấy nó sạc không, nó sạc nó chớp chớp nè, có nghĩa là cục pin nó vừa sạc cho cái đèn này để live stream, nó sạc cho điện thoại cũng được, nếu mà sạc điện thoại thì bắt buộc phải rút cục ra các bạn, bắt buộc phải rút cục ra luôn, rồi mình quay mình lấy thu âm từ mic của trên điện thoại luôn. Còn nếu không hiện tại là mình cái dây này trên gắn dự phòng thôi, dây sạc của cho điện thoại gắn dự phòng thôi, còn cái này là sò lạnh, lúc nào phải bật cho nó lạnh các bạn, lạnh máy để khi live stream nó không có điện nóng máy các bạn. Còn ra một trường hợp đặc biệt nữa là hiện tại là mình sẽ sử dụng bằng cái cách là hiện tại là mình sẽ tháo sò lạnh này ra đúng không các bạn, tháo sò lạnh này ra mình sẽ sử dụng bằng cách sạc luôn các bạn, đây sạc luôn, sạc trên máy luôn các bạn, sạc trên đây luôn nè, đây là cái cục pin dự phòng, đưa đây là nó sạc bộc các bạn, bạn thấy không, đưa lên là nó hít liền luôn, nó sạc sạc máy này bạn thấy không, này bạn thấy không, đó này sạc máy nè, đó sạc máy nè thấy không, đó đây đang chạy nè thấy không, đó cục này đang chạy nè, này cục này bữa hôm mình mua cũng gần triệu bạn, triệu mấy luôn á vậy, nhiều dữ lắm bạn, ok các bạn, thì đó bộ live stream cũng vậy, hết luôn không còn, cũng để luôn mà trước nữa rồi, chưa để chung dứt còn làm đồ các bạn, ở chỗ đất luôn bạn, cục kiếp luôn, nghĩ là chưa lấy hết ra ngoài đảo nha bạn, giờ đây làm xuống xong cái đầu lại quay được ra ngoài để cục đảo lại các bạn. Okay, các bạn.
Đúng rồi. Đã không? Bộ quay live stream. Công bộ. Đó, tháo ra. Thường thường là mình sẽ sạc máy vô đầy. Đầy nha bạn. Mình mới live stream, live gần tiếng mấy á. 2 tiếng á, đầu tiên 2 tiếng nữa. Nhưng mà Facebook thì nó không cho live lâu đâu. Đó. Dẫn vô. Rồi dẫn em vô. Ok. Đó. Đèn lên. Lắm. Ok. Đó là combo của mình. Combo live stream. Được cái iPhone ấy qua rồi. Cảm ơn anh. Có anh hai túi gấp nha. Lúc gối bạn mình quên lắp hoài nó quá nhiều đồ bạn tùm lum la. Đây là cái bộ để nghe điện thoại rồi, cái trang hồi xưa rồi. Có bạn á. Mua cũng gần 1 triệu bạc các bạn. À, cũng gần 1 triệu bạc. 30.000 em bé. Là 31 triệu. 31 triệu cái đèn UNG cũng gần 1 triệu các bạn. À, 32 triệu. 32 triệu cái cục sò lạnh này nữa. Là 1 triệu nữa. Là 33 triệu. 33 triệu cho một bộ này bạn. Có nhiêu thôi là 33 triệu bạn. À, mình chưa tính cái cây này nè. Cây này tại là cũng đâu 400 ngàn nữa. Thôi bỏ qua đi. Rồi mấy cái phụ kiện rồi linh tinh nè, mấy trăm ngàn nữa nè. À, à, dây sạc nữa nè, mấy trăm ngàn nữa nè. Ờ, à, cái cổng này nữa, cái cổng kiểm âm này nữa. Cổng kiểm âm này tại là 400 mấy lần 500 ngàn bạn. Rồi, tổng cả 35 triệu bạn. Đó, à, nguyên bộ như này thôi. 35 triệu à. Ý này cái nó chỉ một phần thôi nha. Ừ, thằng ơi, chưa kể cái dạng đồ nghề của mình khủng khiếp luôn bạn. Quá trời đất bạn ơi, làm vlog là tốn tiền dữ lắm bạn. Với lại là phải nói gì mình đầu tư dữ trời bạn. Ờ, à, còn cục nữa cũng gần 1 triệu các bạn. Đủ thứ luôn. Chung là đụng vô là tiền thôi bạn. Nhiều lắm các bạn ơi, tiền dữ lắm. Quá trời.
thôi nói chung là mình giới thiệu các bạn như thế thôi à, thôi mình buông máy ở đây. Cầm nặng lắm các bạn ơi, cục này mấy kilo bạn vậy đó, cầm like hồi muốn xỉu luôn. Thì cái này là các bạn biết không, mình like trên Facebook là hậu kỳ, những anh em kỹ thuật đi trước, chung là chụp hình rồi mình nhiệm vụ chụp hình, Sơn là nhiệm vụ là đi quay của DJI các bạn để làm YouTube, còn cái máy này là dành cho like trên Facebook à. Đó quá trình thì tầm làm việc như thế nào, quay ở ngoài hậu kỳ hậu trường các bạn, quay nhiều góc máy gì để làm gì để các bạn có thể theo dõi mình, các bạn vừa coi bên YouTube vừa coi Facebook, coi YouTube này là edit video kỹ lưỡng cẩn thận rồi. Chưa kể chung dưới hơi hôi ta. Ở trời đất luôn rồi. Đầu hỏi cái phân phân á. Ý là chưa lấy hết ở ngoài đảo nha. Xin lỗi cả nhà nha. Giờ đây làm xong rồi lại quay được ra ngoài đảo lại các bạn. Rồi trời ơi nó lạnh bạn, nó lạnh đó bạn. Đồng hồ cái điện thoại nó đổ mồ hôi luôn nè. Úi giời lạnh quá bạn ơi. Quá lạnh rồi. Nè. Thôi tắt các bạn ơi. Hồi cái điện thoại mình dính vô nước luôn. Cục này lạnh vũ khủng khiếp bạn. Nè. Bạn thấy không? Cái điện thoại mình đổ mồ hôi luôn nè. Nè, bên đây nè. Đổ mồ hôi lạnh luôn nè, lạnh xuyên qua tới đây luôn nè. Thì đó các bạn, đó mình cũng chia sẻ các bạn đại loại như thế. Bị ngã nhẹ người đâu, không chết luôn. Cầm này nặng tay lắm bạn ơi. Quay chơi chơi cũng nói, nhưng mà khi mình đầu tư vào công việc mình làm thì lại đầu tư tốn tiền lắm các bạn ạ, đủ thứ tiền. Được rồi. Lại chim đâu có cởi nâng lên nâng xuống chị bạn, cố định thôi. Mỗi lần tháo ra tháo vô cực lắm các bạn ơi. Đồ tiền không à, đụng vô toàn chục triệu không, đôi khi người ta mình xài kỹ xíu bạn. Mình nhắc nhở mấy anh em kỹ thuật quả gì. Ẩu ẩu xíu là nó hư ngay các bạn, ẩu ẩu xíu là hư ngay. Đồ này vậy á. Điện tử mà, một giọt hơi xương nhăn vô thôi là cũng lên được. Nên xài phải kỹ các bạn, không kỹ là bỏ tay. Chịu chết ngay. Người ta có tiền người ta muốn xài kiểu gì cũng được, còn mình thì người ta ít tiền mình phải xài kỹ rồi. Đấy bây giờ mình sẽ đi sạc cái bạn nhỏ này mới được, bạn nhỏ này mới mua về các bạn. Bạn nhỏ này em út trong nhà. Đây thằng nhỏ này gọi là được bên chỗ hãng tặng cho cái móc như thế này, này móc đây gài đây một khá là chắc chắn các bạn. Đây rồi u lần gì
kết thúc clip tại đây là đây các bạn ơi. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu các bạn có muốn mua đồ phụ kiện gì bên Vlog á, làm Vlog thì bạn cứ mình này không bán đâu bạn, mình chia sẻ thôi. Mua những cái gì tiết kiệm tiền nhất, mình nghiên cứu gần cả năm trời bạn, mình mới bắt đầu mình chuyển qua ngành này mình làm rồi. Lúc trước mình làm bất động sản, những bất động sản hiện tại là mình làm lúc trước cũng được lắm, nhưng mà bất động sản lúc này tiêu rồi thôi, không ổn, vẫn duy trì thôi. Khi nào đất nó sốt lại mình làm. Còn bên cái ngành này hiện tại là mình đam mê quá, đam mê từ trước đến nay rồi. Nên hiện tại bây giờ là mình sẽ chờ đợi thời cơ, khi nào tại là bên đất bất động sản nó nóng lại, ấm lại thì bắt đầu mình sẽ làm lại các bạn. Trước mắt bây giờ tại là mình có làm bên truyền thông này các bạn, duy trì công việc cho anh em ổn định. Xài thấy kỹ rồi, đồ đạt này nó thấy không, mình xài rất là kỹ rồi, đồ kỹ lắm, đồ mình hầu như thấy gì cũng mới tin nè, xài cái năm trời rồi đó. Anh em nhân sự của mình vô mình tại xài ảo ổn mình chửi quậy gì thiệt, tính mình khó chịu lắm. Đồ của mình cũng như của anh em, mà của anh em cũng như của mình các bạn, xài phải kỹ không được. Mình nhận xô mình đi làm cho người ta mà đồ đạt các bạn nhìn thấy cũ mềm đó, ai mà chịu, phải bỏ tiền chục triệu ra thuê mình làm, mình thấy đồ đạc phải kỹ mà không ẩu ẩu được, ẩu hư đồ của mình. Tài sản của mình là cái thứ hai này, là về cái đánh giá, về cái dịch vụ của mình kém, yếu kém, không có biết bảo trì sản phẩm, không có biết hiện tại là giữ gìn tài sản, thì hiện tại là làm công trình cho khách hàng cũng vậy thôi, nên là mình phải bảo vệ tài sản của mình. Xong cái đó hiện tại là mình bảo vệ tài sản của đối tác được. Làm công trình thì hiện tại là mình làm giáp xước cùng nơi các bạn đó, mình chuyên hiện tại là nhận BA, BC, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, resort, salon, rồi thiết kế, designer, làm setup decor, làm background, làm tất tần tật, nhận công trình về từ A đến Z luôn, chọn bộ luôn. Đó, nên hiện tại là cả nhà ai có nhu cầu thì tại hãy liên hệ số điện thoại là 0933 866 116 hoặc 0934 80 116 nha, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn, là trước tiên tư vấn thông tin ABCD các kiểu, rồi sau đó hiện tại là các bạn có muốn làm thì là làm, không làm thì thôi cũng sao, mình chỉ chia sẻ cho các bạn biết cách hoạt thức hoạt động như thế nào. Ok, pin của Design Osmo Action 4 của mình hiện tại chỉ còn duy nhất 9% thôi bạn ơi. Thì chắc lẽ mình cũng xin kết thúc câu chuyện ở đây. Đây là những cái máy móc trang bị của mình rất là nhiều các bạn ạ, để phục vụ cho những công trình của mình, bộ đàm, bộ đít, kim bộ, bô da, đèn đóm, pin bọng các kiểu, máy móc trang thiết bị, đèn start, đèn màu, đèn đánh sáng, tản sáng, tản nhiệt, rồi xóa phông, tách phông, rồi mấy cái đó là mấy cái đánh hiện tại là để làm cho sáng cái vật thể lên, chụp ngoài nắng vân vân. Ok. Đây này hiện tại là bên đội kỹ thuật đang hiện tại là clip clip của em về đốc thấy không, anh em là rất là xông xáo làm rất là cực. Một áo khoác bên đâu đây trời. Ok, mình còn quên cái đèn này nữa, trời ơi cái đèn này mới đúng nè. Cái này hồi nãy mình gắn lộ anh ơi, mình mua cái này gần 400 ngàn nữa. Cái này còn cái triệu bạc luôn mày. Trời ơi, mình mua cái này nãy mới gắn nó đúng rồi bạn. Mày cầm quay lại chung. Trời ơi, sao để bạn không nổi, quên mất. Cái này nè bạn, hồi nãy thật sự mới viết đầu óc mình nó lú lẫn. Cái này nó kẹp đây nè. Đó. Đây nó kẹp đây, Ulanzi nè bạn, đây là Ulanzi nè. Nó kẹp vô đây. Đó. Rồi xong rồi nó dặn vô đây.
nhận đây bạn. Trời ơi. Đó. Nói vậy nè bạn ơi. Đó. Cái này hồi nãy cũng đúng bạn, cái này hồi nãy cũng đúng. Nhưng mà thật sự là mình mới mua cái cạn cua nè. Mà nó đi combo với cái này luôn, Ulanzi nè bạn. Ulanzi nè. Ulanzi nè, đó. Nó mới đúng. Nhưng mà tại là do là mình quên. Đó bạn gì nè. Cạn cua. Đó. Nào. Đưa ra trước rồi trước còn đưa ra sau. Đó. Đó. Này các bạn. Đó. Đấy. Đấy bạn ạ. Ok. Trời ơi. Ok các bạn, thôi thì vài bữa mình set up lại vụ mới mình cũng sẽ set up lại, mình sẽ cho các bạn biết nha. Ok các bạn. Mình mới mua luôn rồi các bạn nè. Đầu óc mình biết lú lẫn nha. Mà mình quên nữa. Ok các bạn nha. Khá đẹp các bạn. Vừa 1/4. Ở bên đây nó có 1/10 các bạn nè. 1/10 nè. Cái này nó gắn cũng nhiều ấy, hai cái luôn nè. Bên đây chắc 1/10 để gắn thêm phụ kiện mà. Hàng chất lượng các bạn nhìn thấy mức lộng phải không? Đã ghê không? Mắc tiền có khác. Ok, thì thôi đó là lời chia sẻ của mình dành cho các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Ôi già, bye bye.